Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo AROP uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ và giới thiệu cho các bạn là tham gia vào một cái dự án chạy nốt, thì chúng ta sẽ khai thác cái đồng token của dự án Titan Network. Thì các bạn cũng biết thì những cái kèo mà khai thác lốt ở trên cái máy tính đa phần là những cái dự án rất là tiềm năng, như cái kèo mà các bạn đang khai thác đó là cái kèo Gas, cũng như là cái kèo ở đây là có cái kèo Grab cũng như là cái kèo Gagalot, thì là đều là những cái kèo rất là tiềm năng. Và tương tự như cái những cái dự án đấy thì đây là cái dự án Titan Network, thì chúng ta cũng sẽ chạy nốt ở trên cái ứng dụng mà máy tính, ở trên cái phần mềm máy tính các bạn nhé, máy tính hoặc là MacBook thì các bạn đều có thể là tham gia vào cái dự án này được. Dự án Titan Network là một trong những cái mạng lưới tài nguyên kỹ thuật số khuyến khích kết hợp các tài nguyên nhàn rỗi của cộng đồng với nhu cầu toàn cầu, và giúp mọi người dễ dàng tận dụng sức mạnh của các dịch vụ điện pin vào tham gia xây dựng Internet. Và ở đây thì các nút đã tham gia khá là đông rồi các bạn nhé, 369.113 người đã tham gia chạy nốt ở trên cái dự án này, và không gian lưu trữ là 12.742 TB. ID duy nhất là 137.479 ID, cốt lõi CPU là 146.887, và các quốc gia được bảo hiểm, tức là các quốc gia tham gia là 82 quốc gia trên toàn thế giới các bạn nhé. Đây thì cái phần mở thông tin này đó, thì các bạn có thể xem cái phần thông tin này đấy, các cái thông tin chi tiết về thống kê trên toàn cầu và toàn số bộ những người tham gia vào dự án, thì các bạn có thể nhìn thấy ở cái bản đồ ở đây là có 83 quốc gia, 82 quốc gia đã tham gia khai thác, 83 quốc gia trên toàn thế giới đã tham gia vào khai thác cái chạy lốt của khai thác của cái dự án Titan này. Và tại sao chúng tôi cam kết cho phép cộng đồng trở thành chủ sở hữu tài nguyên kỹ thuật số của họ và cùng nhau định hình Internet của Volume thế nào? Và chúng tôi sẽ xây dựng một hệ sinh thái cho các nguồn lực kỹ thuật số cộng đồng để đẩy nhanh quá trình phân cấp Internet như một hàng hóa công cộng và phổ quát, và chúng tôi khôi phục quyền sở hữu tài nguyên kỹ thuật số của cộng đồng và qua nền tảng minh bạch, nguồn mở và các khuyến khích cho phép loại bỏ sự im lặng của các sản phẩm dịch vụ và tính sống ở thế giới kỹ thuật số. Và ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần mà thông tin này, kiến trúc Titan này, và hỗ trợ các thiết bị và hệ điều hành khác nhau nhé. Thì những thiết bị hỗ trợ là trong đó có điện thoại di động, máy tính cá nhân, máy chủ, tức là server các bạn, server rồi máy chủ trong là máy chủ server và hosting này, và thiết bị biên, và các hệ điều hành hỗ trợ trong đó có Android, MacBook, Tookie, Mac và Kony iOS, và yêu cầu tối thiểu là CPU là phải một nõi trở lên, và trí nhớ bộ nhớ RAM tức là 0.5 RAM trở lên, và băng thông đường truyền phải lên đến 1 MB trở lên, và đĩa thì phải 1 GB trở lên. Đấy là yêu cầu về cấu hình bộ nhớ, cấu hình của máy các bạn nhé, máy tham gia. Và hiện tại thì ở trên cái dự án này thì chưa có app chạy ở trên hệ điều hành Android. Trong thời gian tới thì có thể sẽ ra cái app để chúng ta chạy ở trên hệ điều hành Android. Bây giờ thì chúng ta chỉ có chạy ở trên MacBook cũng như là trên PC, tức là trên máy tính các bạn nhé. Ở đây là trang Twitter chính thức của dự án Titan Network, Intel Tuom thì đã có tích xanh và đặc biệt là có 8.097 người theo dõi rồi, và dự án này ra mắt vào tháng 2 năm 2023. Và ở đây thì có rất là nhiều các cái thông tin và cập nhật về dự án, về cái sự phát triển của dự án nhé. Kính gửi các thành viên cộng đồng Titan, chúng tôi vui mừng thông báo rằng mạng thử nghiệm Huygen đã kết thúc một tháng hoạt động phi thường và cho thấy những kết quả đáng kinh ngạc và hiệu quả vượt trội này, và đã tham gia tích cực ở 82 quốc gia này, và chứng kiến hơn 300.000 nút được đăng ký và hơn 100.000 nút được hoạt động liên tục trực tuyến, và chúng tôi cũng đã đạt được một cột mốc quan trọng. Đó, như vậy là cái dự án này thì đã được một cái lượng cộng đồng và tham gia khá là đông đảo các bạn nhé, và mình cũng hy vọng thì đây cũng sẽ là một trong những cái dự án phát triển và thành công ở trong tương lai. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đăng ký tham gia. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản. Thì link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì cái này nó sẽ là có một cái phần kết nối nó khá là khó, cho nên chúng ta sẽ xem kỹ cái video để mình biết cách để sử dụng nhé và đăng ký nhé. Đầu tiên thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ email
điền địa chỉ email, sau đó thì chúng ta sẽ kích vào cái phần get code. Sau khi các bạn get code thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mail, vào một cái mã code vào vào cái mail của chúng ta, thì các bạn vào mail chúng ta mở, và chúng ta lấy cái mã code chúng ta nhập vào đây để chúng ta xác nhận, xác minh cái địa chỉ email chúng ta. Và tiếp theo là cái mật khẩu, các bạn nhập mật khẩu của chúng ta, là các bạn lưu ý là mật khẩu bao gồm cả in hoa, chữ thường, số và ký tự lạ các bạn nhé. Và các bạn nhập lại mật khẩu cho mình, và tiếp theo bên dưới thì là các bạn sẽ để cái mã code. Đây là cái mã code của người mời mình, thì các bạn có thể là nhập cái mã code của người các bạn mời, hoặc các bạn có thể để nguyên đấy như bạn ủng hộ mình. Tiếp theo thì các bạn kích vào cái nút đăng ký ngay bây giờ. Rồi ok, như vậy là mình đã đăng nhập và đăng ký thành công. Thì các bạn sẽ vào nó cái phần giao diện như thế này. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ đồng bộ giữa app và cái trang web này, thì chúng ta sẽ tải cái app về nhé. Thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta ba cái phương tiện này. Thì ở đây thì mình các bạn dùng cái phương tiện nào thì chúng ta tải app của phương tiện đó nhé. Mình dùng Windows thì mình sẽ tải chọn Windows này. Đó thì đang tải về nhé. Tải về thì mình sẽ cài đặt nó lên. Rồi. Các bạn kích vào đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn mở nó ra. Đó, và các bạn cài đặt nó lên cho mình này. Ở đây có vẻ như là đang chặn nhé. Đang chặn không cho tải về, để mình thử tự tải lại nè. Rồi sau khi các bạn tải về, nếu như cái app của bạn mà nó báo bị lỗi thì chúng ta sẽ bỏ cái phần chặn đi nhé. Nó sẽ có một cái phần chặn, chúng ta sẽ bỏ cái chặn đi thì nó sẽ hiển thị, mình sẽ tải lại cho các bạn xem. Thì khi tải về thì nó sẽ báo nó chặn, nó không cho chúng ta cài đặt ấy. Thì các bạn bỏ cái chặn đi thì chúng ta mới hiện được cái nút EXE này để chúng ta cài đặt nó lên. Đó thì các bạn nhấn vào Don't Tum này. Đây nó báo chặn như này nhé, thì các bạn kích vào đây này. Các bạn kích vào cái nút kép này cho mình này. Sau đó các bạn kéo lên trên, các bạn nhấn đây, các bạn nhấn vào kép. Đó thì nó sẽ hiển thị file lên, và các bạn nhấn vào chúng ta chạy. Rồi các bạn nhấn run này. Rồi các bạn nhấn install này. Có thể là cái phiên bản này nó cũ, cho nên là những cái máy phiên bản mới thì họ sẽ nó sẽ bị chặn hoặc là không tương thích. Rồi các bạn tắt nó đi này. Rồi xem nó chạy đã cài đặt lên chưa nhé. Đây nó chạy lên rồi nhé. Các bạn kích vào cái Titan này này. Các bạn khởi động nó lên, và cái giao diện này nó sẽ là như thế này. Chúng ta sẽ kích vào nút Start nhé. Và ở đây thì các bạn nhấn vào đây, nếu như nó có hỏi thì chúng ta nhấn vào đây này. Và tất nhiên là khi các bạn nhấn vào nút Start thì nó sẽ chạy như thế này. Các bạn kích vào cái nút ví này cho mình này. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là nhập một cái identity code, thì chúng ta sẽ phải lấy cái mã code để chúng ta đồng bộ giữa cái app này với cái tài khoản mà ở trên web của chúng ta. Thì các bạn kích vào cái nút thì ở đây thì chúng ta sẽ lấy code, thì các bạn quay trở lại cái trang này, thì các bạn kích vào cái nút là load này, manager nhé. Và ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái chữ get identity code, thì các bạn kích vào đây cho mình này. Ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái mã code này. Các bạn lưu ý là cái mã code này thì các bạn đừng để lộ cái mã code này nhé. Lộ mã code này thì chúng ta sẽ sau này thì chúng ta sẽ bị mất cái số dư tài khoản của chúng ta khai thác được ấy. Các bạn nên cất giữ, nó cũng giống như cái mã code mà chúng ta tham gia đào ở cái dự án nốt đấy các bạn nhé. Các bạn nhấn vào cái chữ copy mã code này này. Sau đó thì các bạn quay sang cái app nhé. Các bạn dán nó vào đây. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đừng để lộ cái mã code này, và các bạn nhấn vào connect này. Rồi ở đây thì nó sẽ là yêu cầu chúng ta là có xác nhận có phải là cái địa chỉ là email này không. Các bạn nhấn vào đúng này. Nó vẫn bị lỗi nhé. Các bạn mình sẽ nhắc xác nhận lại này. Rồi thì cái phần mà lấy cái đồng bộ giữa hai cái tài khoản với nhau thì có thể là hiện tại thì nó đang bị lỗi nhé. Thì cái này thì mình sẽ là đồng bộ sau. Và khi các bạn bấm vào đây thì cái máy đào cái đồng TTL thì nó sẽ đã hoạt động được các bạn nhé. Hoạt động ở đây thì chúng ta sẽ
Nếu như các bạn dừng thì chúng ta sẽ kích vào cái nút Start này cho mình này. Đó, ở đây thì nó sẽ có một cái phần là cái phần cài đặt. Ở đây thì chúng ta sẽ cài đặt đăng ký chúng ta bao nhiêu GB thì chúng ta nhấn Config. Nói chung thì cái này thì nó tự động mà nó sẽ là nhận dạng cái thiết bị của chúng ta, cũng như là sẽ tự động nó nhận dạng cái tốc độ mạng của gia đình chúng ta đang sử dụng để mà nó chạy cái lốt này. Cho nên là chúng ta không cần phải can thiệp nhiều vào những cái phần này. Và ở đây thì chúng ta sẽ chạy lốt thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ phải là treo máy các bạn nhé. Nếu như chúng ta tắt máy thì coi như là cái chạy lốt này thì nó sẽ dừng, và nó cũng khá là tốn điện, cũng như là sẽ là hại cái máy của chúng ta khi mà chúng ta để cái máy chạy hết qua ngày nọ qua ngày kia. Nhưng mà các bạn tham gia đào nhiều cái kèo chạy lốt thì chúng ta tiện thể thì chúng ta cũng để máy chúng ta chạy luôn các một số các kèo như thế, thì nó cũng sẽ là đỡ cái phí cái công của chúng ta khai thác đó. Thì quay trở lại cái phần app này thì nó sẽ có một cái phần mà inviter, đây là chính cái phần mà copy link chia sẻ mời bạn bè tham gia đấy. Thì các bạn copy cái link này này, và các bạn copy cái mã mời để các bạn mời bạn bè tham gia để chúng ta tăng được cái sức mạnh khai thác lên. Đây mình sẽ dịch sang phần tiếng Việt nhé. Đây, bước 1 là chia sẻ liên kết mời hoặc mã mời của bạn với bạn bè. Bước 2 là bạn bè của bạn hoàn tất đăng ký và sau đó sẽ đăng nhập. Bước 3 là họ chạy các nút và kết nối các nút của họ với tài khoản Titan của họ. Bước 4 là bây giờ bạn có thể nhận phần thưởng từ tuyến dưới của bạn này. Quy tắc khen thưởng nhé. Bạn có thể nhận thêm phần thưởng nếu như bạn bè của bạn chạy thành công các nút. Phần thưởng bổ sung bằng 5% tổng thu nhập nút của bạn bè của bạn, và chúng sẽ không được lấy từ thu nhập của bạn bè của bạn. Và đây là những phần thưởng độc quyền cho sự chia sẻ Titan thân thiện của bạn, và bạn càng mời nhiều thì bạn sẽ nhận được càng nhiều. Tức là cái 5% này là không lấy từ cái đồng Titan của tuyến dưới của bạn nhận được nhé, mà 5% này là từ của dự án họ tặng cho chúng ta khi chúng ta mời được bạn bè tham gia đó. Và đây thì nó có cái phần xếp hạng như này, xếp hạng là những cái người chạy nhiều nhất và chạy khai thác được nhiều đây đó. Thì đây là sẽ có cái phần thông tin cụ thể chi tiết rồi. Ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.